Những sự thật về lông mà có thể bạn chưa biết. Các bạn đã biết tin này hay chưa? Có một nghiên cứu cho thấy rằng trí thông minh tỷ lệ thuận với số lượng lông trên cơ thể. Tức là nếu bạn càng nhiều lông thì sẽ càng thông minh. Rất thú vị phải không nào? Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại phải có lông hay chưa? Hay là lông có tác dụng gì? Và rất nhiều những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn về lông khác nữa. Vậy thì để giải đáp những câu hỏi này và chúng ta hãy cùng đi khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Đầu tiên thì hãy tìm hiểu lông là gì và sự khác biệt giữa lông và tóc. Lông và tóc là hai thứ quá là quen thuộc với con người chúng ta rồi, thế nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu rõ về chúng. Theo Wikipedia thì lông là những sợi cấu tạo từ chất sừng, được mọc trên da của loài động vật có vú và xuất hiện cả ở con người. Về cơ bản thì lông có rất là nhiều tên gọi và việc gọi thế nào lại tùy thuộc vào vị trí mọc của chúng. Ví dụ khi mọc ở trên đầu thì nó được gọi là tóc, khi mọc ở mặt nam giới trưởng thành nó được gọi là râu, còn mọc trên mép thì được gọi là ria. Lông cũng có thể có nhiều màu tùy thuộc chủng tộc hay là cá nhân, bao gồm có màu đen, màu vàng và màu nâu. Còn nói về tóc thì đây là cấu trúc sừng hình sợi dài, cũng có thành phần chủ yếu là chất sừng keratin. Tuy nhiên thì tóc còn có thể làm thẳng, uốn xoăn hay là uốn sóng. Như vậy túm lại là lông và tóc tuy có tên gọi khác nhau, nhưng về cấu trúc hay thành phần cơ bản thì đều giống nhau như đúc. Những trường hợp mọc lông oai oăm nhất trên thế giới. Nói lông mọc ra từ chân răng bạn có tin được hay không? Quả là chưa từng nghe thấy bao giờ đúng không nào? Bởi thường chúng ta chỉ thấy lông mọc ngoài da trên cơ thể mà thôi. Vậy mà tình trạng kỳ lạ này đã xảy ra với một cô gái người Ý và đeo bám cô trong suốt nhiều năm qua rồi. Và câu chuyện bắt đầu khi cô 19 tuổi đến gặp bác sĩ vì lông mọc ra từ nướu ở phía sau răng cửa hàm trên. Xét nghiệm sau đó cho thấy cô gái đã bị u nang buồng trứng và hội chứng buồng trứng đa nang. Đây là một loại bệnh rối loạn nội tiết rất là phổ biến, dẫn đến sự phát triển quá mức của lông và râu trên cơ thể. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều trường hợp lông và râu phát triển mạnh ở phụ nữ. Nó có thể mọc nhiều ở ngực, lưng và mặt. Tuy nhiên, lông mọc ở miệng như cô gái này thì lại cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng vẫn chưa là gì so với nam thanh niên 19 tuổi ở Iran sau đây. Anh này còn gặp phải tình trạng oái oăm hơn khi lông còn mọc cả ở trong nhãn cầu mắt. Và nguyên nhân là mắt anh có một khối u to lên dần trong nhãn cầu cho tới khi đạt đường kính khoảng 5mm thì nó bắt đầu mọc vài sợi lông đen. Và không chỉ có ở người đâu các bạn ơi, những người dân ở Tennessee của Mỹ đã rất kinh ngạc khi phát hiện một con hươu đuôi trắng với bộ lông dày che cả hai nhãn cầu của nó. Và nguyên nhân cũng xuất phát từ khối u. Mặc dù khối u là lành tính, nhưng điều này đã thực sự gây ra khó khăn cho con vật. Tình trạng hiện tại của con hươu có thể dẫn tới nguy cơ mất thị lực. Nó vẫn có thể phân biệt được ngày và đêm, nhưng có thể nó không biết mình đang đi đâu. Vì thực sự thì tình huống của nó cũng không khác nào cái việc đang bị che mắt cả. Những con người nhiều lông nhất trên thế giới. Cách đây 11 năm thì một cô bé có tên là Subhacha Sasofan ở Thái Lan bỗng dưng trở nên nổi tiếng và ghi tên mình trong danh sách kỷ lục Guinness Thế giới. Với kỷ lục là cô bé nhiều lông nhất vào thời điểm đó, với ngoại hình rất đặc biệt khi cả cơ thể có rất nhiều lông và điểm nhấn là chúng tập trung rất nhiều ở khuôn mặt. Được biết thì việc Subhacha mọc nhiều lông trên người như vậy là do mắc phải một hội chứng Ambras. Hội chứng Ambras hay còn gọi là hội chứng người sói, do sự phát triển bất thường của râu và tóc các khu vực khác trên cơ thể. Thế nhưng một điều đáng buồn là đến nay các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra loại bệnh người sói. Và việc Subhacha Sasofan mắc phải căn bệnh này cũng không thể chữa trị được, dù cho có thử qua các phương pháp triệt lông tiên tiến nhất trên thế giới để có thể làm chậm lại quá trình phát triển của lông mặt nhưng mà vẫn không hiệu quả và cô bé đã phải sống cả đời với thân hình nhiều lông như vậy. Vì vẻ ngoài khác biệt của mình so với bạn bè cùng trang lứa, thế nên là Subhacha luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng và mọi người xung quanh. Đây cũng chính là lý do khiến cho không ít người có cái nhìn dè chừng, không mấy thiện cảm đối với cô. Bạn bè ở trường cũng xa lánh phân biệt đối xử và gọi cô là người sói hay là mặt khỉ, khiến cho cô vô cùng tự ti. Một trường hợp khác tương tự cũng sống chung với căn bệnh người sói đó là Rari Gomez ở Mexico. Anh bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia một bộ phim kinh dị có tên Người Sói. Mặc dù với vẻ ngoài đầy lông lá, chiếm đến 98% diện tích cơ thể, nhưng Larry vẫn luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình vì nhờ nó mà anh có nhiều người hâm mộ hơn, đặc biệt là phái đẹp. Đó là các trường hợp ở người, còn với ở động vật thì sao nhỉ? Hãy cùng sang ngay phần tiếp theo để khám phá các bạn nha! Con cừu có bộ lông dày nửa mét. Nhìn vào cục bông khổng lồ này thì nếu không nói chắc hẳn chẳng ai nghĩ rằng đây là một con cừu cả, bởi bộ lông quá thể đáng của nó đã che hết cả khuôn mặt tiền rồi còn đâu. Và bạn có biết tại sao nó lại ra đến nông nỗi này hay không? Thực ra chú cừu này được cho là đã bỏ trốn cách đây 6 năm khi nó đã đi hơn 40 km từ trang trại cũ để bỏ trốn khỏi người chủ của nó từ bờ biển phía đông nước Úc.
Nó được Peter và Nettie Hazen, đây là hai người nông dân ở bang Tasmania của Úc, bắt được và đặt cho tên là Shaun. Khi ấy thì hai người đàn ông đã rất bất ngờ khi bộ lông của nó dài tới nửa mét, ước tính nặng đến 20 cân. Và nguyên nhân là do nó không được cắt tỉa trong suốt những năm trốn trại đó. Dù vậy, con cừu cũng rất là may mắn sống sót trong tự nhiên khi không hề bị ấu trùng ruồi tấn công hay là đột quỵ vì nóng do cái bộ lông quá dày. Tuy nhiên thì đây cũng chưa phải là con cừu có bộ lông khủng nhất. Kỷ lục thế giới về chú cừu có bộ lông nặng nhất thuộc về chú cừu có tên là Chris. Chú cừu này thì có bộ lông nặng đến 40,45 kg và lý do cũng là bỏ nhà đi lang thang, không được cạo lông nên mới nuôi bộ lông nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể của mình đến như vậy, khiến nó gần như không thể đi lại được như bình thường do bộ lông quá khổ. Thị lực thì cũng bị ảnh hưởng bởi lông che hết mắt rồi còn đâu, nên cuối cùng người ta quyết định phải giải cứu cho nó. Sau đó thì chú cừu này được một chủ trang trại ở bang New South Wales nhận về nuôi, nhưng đáng buồn là nó đã chết khi nó được gần 10 tuổi. Bộ lông đắt nhất trên thế giới. Cứ nhắc tới đắt giá nhất thế giới là lại nghĩ tới những thứ dát vàng như là xe đạp dát vàng, điện thoại dát vàng, răng vàng hay thậm chí cả đồ ăn cũng dát vàng các bạn ạ. Vậy chẳng lẽ lông hay tóc cũng dát vàng được hay sao mà nó lại trở nên đắt đến như vậy? Sự thật thì không giống như các đồ vật khác, không phải vì dát vàng mà trở nên đắt đỏ, mà bộ lông đắt nhất thế giới là lông của loài vịt có tên là Edelweiss. 1 kg lông của nó có giá tới hàng ngàn đô la. Và lý do khiến nó có giá khét lẹt tới như vậy là vì đây là một trong những loại sợi tự nhiên ấm nhất trên hành tinh này và còn là một nguồn nguyên liệu tự nhiên vô cùng quý hiếm để làm ra những chiếc chăn lông vũ đắt đỏ nhất trên thế giới. Và được biết thì những lớp lông nhung mềm mịn của vịt biển Eider giúp bảo vệ chúng khỏi cái giá lạnh của vùng cực Bắc. Nhưng vào mùa sinh sản thì phần lông này rụng một cách tự nhiên và từ tháng 5 trở đi vịt mái thường sử dụng nó để xây tổ dọc theo bãi biển. Khi tổ có trứng thì những người nuôi chỉ lấy một phần lông rụng, khi toàn bộ vịt con nở và rời đi thì họ sẽ thu thập nốt phần còn lại. Bởi vậy mà cứ mỗi khi hè đến, những người dân trên hòn đảo hẻo lánh ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Iceland lại tất bật tìm kiếm và thu hoạch những chiếc lông vũ mà loài vịt này để lại. Sau khi thu hoạch, những chiếc lông Edelweiss sẽ trải qua rất nhiều công đoạn xử lý từ phơi khô, sấy ở 120 độ C trong nhiều giờ đến tách sợi, khử trùng vân vân. Những sợi lông này không chỉ mềm và nhẹ mà còn ấm áp vào mùa đông và mát lạnh vào mùa hè. Cũng do đó, cùng với sự quý hiếm nên giá một chiếc chăn đơn chứa 800 gram lông Edelweiss cũng có giá lên tới hơn 5.000 đô, tức hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì ít ai thực sự có thể mua được các sản phẩm của Edelweiss vì giá của nó thực sự rất chi là mặn chát. Bí ẩn về 4 vị trí lông mọc mà con người cần chú ý. Từ xưa tới nay trong dân gian thường hay lưu truyền một hình thức gọi là nhân tướng học, tức người ta có thể dựa vào một số đặc điểm trên cơ thể, từ đó đoán định về đặc điểm nổi bật của một người nào đó, và vị trí mà lông mọc cũng có thể hé lộ phần nào về điều này. Và theo một số quan niệm nhân tướng học, đối với những cọng lông mọc trên nốt ruồi thì không kể là nam hay nữ đều là điềm lành và báo tài lộc. Nếu người nào có trên 3 sợi lông mọc trên nốt ruồi thì người đó có tướng đại phú đại quý cả đời, chẳng bao giờ phải lo thiếu thốn, cứ hết tiền thì lại có tiền. Còn đối với lông mọc ở bụng thì theo nhân tướng học đây cũng là người có tướng giàu sang và trời sinh vương giả. Tiếp theo là lông mọc ở tai thì nhân tướng học quan niệm đó là người thông minh, lanh lợi ngay từ khi sinh ra, biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ nên không sớm thì muộn sự nghiệp cũng thành công rực rỡ. Và cuối cùng là lông mọc trên ngón chân. Thường thì ngón chân không phải vị trí mà ai cũng có mọc lông ở đấy, nên nhân tướng học nhìn nhận rằng lông mọc ở đây nhiều thì là vận khí tốt, gặp nhiều may mắn, nhân duyên tốt đẹp và được nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, xoay ngược trở lại vấn đề, nhiều người tự hỏi rằng liệu có phải chỉ cần lông mọc ở những vị trí đó trên cơ thể thì chắc chắn rằng cá nhân ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp và như ý hay không? Và bàn về vấn đề này, không phải ngẫu nhiên mà người xưa giảng rằng có đức mặc sức mà ăn. Điều này cho thấy rằng tài vận của một người tốt đẹp hay không thì không chỉ nằm ở đặc điểm trên thân thể họ thế nào, mà phần nhiều đến từ việc cá nhân đó có coi trọng đức hay không. Nếu tu tâm, dưỡng đức, làm việc gì trước tiên nghĩ cho người khác thì ắt hẳn điều chờ đợi cá nhân ấy sẽ là một tương lai tốt đẹp. Lông trên cơ thể tiết lộ điều gì về sức khỏe? Bạn có biết hay không, sự thay đổi đột ngột của lông trên cơ thể, ví dụ như lông phát triển nhanh, dày hơn hay là rụng, đều có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề rất là nghiêm trọng về sức khỏe luôn. Và lý do phổ biến khiến lông hay tóc mọc bất thường có thể là do nguyên nhân sau. Hãy nhớ thật kỹ để kịp thời bảo vệ bản thân nếu thấy những dấu hiệu bất thường này các bạn nhé.
Thứ nhất và cũng là nguy hiểm nhất đó là xuất hiện khối u. Nếu chứng rậm lông xuất hiện rất đột ngột, nghiêm trọng và kéo dài, kết hợp với nồng độ hormone tăng cao, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một khối u xuất hiện trong cơ thể của bạn. Khối u có khả năng kích thích sản sinh hormone nam, làm mất cân bằng hormone, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển lông tóc. Dù tình trạng này không phổ biến, nhưng nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường này thì bạn cũng nên đến bác sĩ để kiểm tra càng sớm thì càng tốt. Và thứ hai thì lông còn cho thấy rất có thể bạn đã bị mất cân bằng hormone. Nếu nồng độ testosterone của bạn tăng cao, kết quả là lông trên cơ thể bạn sẽ mọc rậm hơn. Và thứ ba là bạn có thể đang bị thiếu sắt hay là suy giáp. Dù vẫn biết rằng một số người có xu hướng bị rụng tóc vào mùa xuân và mùa thu, một số khác lại vào mùa hè và mùa đông. Nhưng tình trạng rụng lông và tóc với số lượng lớn trên cơ thể và trên đầu cũng chỉ ra rằng bạn đang bị thiếu hụt sắt hoặc là suy giáp. Nếu bạn nhận thấy rằng lông mày của mình đang rụng dần và hình thành những đường lằn trên móng tay, rất có thể là bạn đang mắc phải một căn bệnh tự miễn nào đó tại tuyến giáp. Hãy đi kiểm tra ngay còn kịp các bạn nhé!